Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review ti ngậm chỉnh nha Nubi Silicon Oval Hồng giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thiết kế thích hợp với hình dáng của miệng bé, giúp bé có vòm miệng đẹp và nụ cười tươi chất liệu đầu ngậm silicon cao cấp có độ mềm dẻo đàn hồi cao êm dịu với nướu lợi của bé và đặc biệt không có chất bpa an toàn với sức khỏe của bé nên bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm cho bé sử dụng tì ngậm nổi bật với thiết kế đầu tì chỉnh nha hạn chế các tật xấu về răng miệng cho trẻ núm tì hình trái dâu có các nốt sần mesa giúp trẻ thích thú ngay từ lần đầu tiên sử dụng tì ngậm nubi còn có màu sắc và họa tiết bắt mắt sẽ làm cho trẻ càng thêm hứng thú và yêu thích Tì ngậm chỉnh nha Nubi có hai phần, phần cắn bằng nhựa PP và phần đầu ngậm bằng silicon. Cả hai đều có khả năng chịu nhiệt trên 100 độ C. Phần silicon 120 độ và phần nhựa PP là 140 độ an toàn khi tiệt trùng bằng nước đun nóng. Máy tiệt trùng, lò vi sóng, sản phẩm có nắp đậy vệ sinh cho bé, độ tuổi sử dụng. 06M, thông tin sản phẩm, tên sản phẩm, ti ngậm chỉnh nha Nubi Silicon Oval Xanh Dương, thương hiệu. NYBY, xuất xứ Trung Quốc, thành phần nhựa PP silicon, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết